chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Các bé yêu quý, Ba thiếu nữ tìm mặt trời là nhan đề của câu chuyện mà các bé nghe hôm nay câu chuyện kể về thời xa xưa khi ấy trên trái đất có những bảy mặt trời các bé ạ à. muôn loài sinh sôi nảy nở quanh năm cuộc sống đang êm ấm no đủ thì bỗng xuất hiện một con quái vật dạ miêu quái vật này đã lần lượt bắn hạ bảy mặt trời từ đó không gian lại chìm ngập trong bóng tối con người và loài vật không thể nào tiếp tục sinh sôi và phát triển được chính vì vậy mà ba thiếu nữ xinh đẹp đã quyết tâm lên đường tìm lại vầng thái dương. Các bé ạ, à, thông thường thì trong nhiều câu chuyện cổ tích thì những việc lớn như thế này thường là do các chàng trai đảm trách, còn trong câu chuyện này lại do ba thiếu nữ xinh đẹp đảm nhiệm. Vậy họ có mang được mặt trời về cho dân làng không? Chúng mình cùng bước vào không gian cổ tích của câu chuyện qua giọng kể của nghệ sĩ Vĩnh Sương nhé. Trong vùng núi Ai Lao, có ba ngọn núi đá cao sừng sững đứng kề bên nhau, như những búp măng vượt thẳng lên bầu trời. Buổi sáng, khi mặt trời ló dạng, người Di nhìn về ba ngọn núi kia, thì thấy mặt trời lấp ló sau ba ngọn núi rồi lên cao dần, cứ như mặt trời từ trong ba ngọn núi lọt ra. Đến chiều, khi hoàng hôn đổ tắt, những ánh nắng cuối cùng bao giờ cũng đọng lại trên đỉnh ba ngọn núi ấy, trước lúc chia tay sau một ngày tỏa ánh sáng xuống cho người dân ở đây. Người dân tộc Di dưới chân núi có một câu chuyện truyền thuyết về ba ngọn núi này. Các bé có biết không? Xưa kia, trên trời có những bảy mặt trời, ánh sáng mặt trời ấm áp như bàn tay người cha vỗ về lại dịu dàng tưới mát như dòng sữa mẹ nuôi nấng vạn vật bảy mặt trời thay phiên nhau chiếu sáng cho nên cây cỏ thường xanh tươi hoa thường đua nở mùa màng một năm làm được bảy vụ bò dê sinh một năm đến bảy lứa cuộc sống của dân vô cùng sung túc trù phú thế nhưng những năm tháng yên vui hạnh phúc kia chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống. Một năm, chẳng biết từ đâu, xuất hiện một con dạ miêu tinh mình người mặt cú, mỏ cong như két. Dạ miêu tinh vốn chỉ thích bóng đêm, cho nên nó rất căm ghét mặt trời. Một hôm, nó bay lên, nấp trên ngọn núi cao nhất trên mặt đất. Nó chờ đợi mặt trời vừa xuất hiện, liền nhổ một chiếc lông cánh, nhằm ngay mặt trời phóng tới mặt trời thứ nhất, chúng mũi tên của hắn rơi xuống. Mặt trời thứ hai vừa xuất hiện, hắn lại bắn rơi tiếp. Cứ như vậy, hắn bắn rơi đến sáu mặt trời. Chỉ còn lại mặt trời thứ bảy, hoảng sợ nên không dám xuất hiện nữa. Trên trời không có thái dương, dưới đất tối đen như mực, cây cối không phát triển, mùa màng không chín, châu bò không sinh sản nơi nơi trở thành một chốn âm u lạnh lẽo đến đáng sợ con người từ đó sống trong những ngày tháng đen tối lầm than tiếng khóc vang trời cầu cho mặt trời xuất hiện ban ánh sáng cho muôn loài thế nhưng mặt trời thủy chung không còn xuất hiện nữa dạm yêu tinh thấy cảnh đen tối khổ sở của con người hắn cười vẻ đắc chí từ nay hắn có thể làm chủ muôn loài con người đã nhiều lần phá những chàng trai dũng cảm nhất đi tìm thái dương từ người bạch người thái người miêu đều cử những chàng trai bản lĩnh nhất ra đi nhưng họ một đi không bao giờ trở lại chỉ có chàng trai người hán kịp quay trở về với thương tích đầy mình thốt lên được ba tiếng dạ miêu tinh rồi hy sinh chính lúc mọi người đang lo lắng trước hiểm họa của dạ miêu tinh chưa có ai quyết định lên đường thì có ba thiếu nữ người di đi đến ba thiếu nữ đều xinh đẹp lại vừa thông minh vừa dũng cảm họ đồng thanh nói như vậy rõ ràng những người đi tìm mặt trời đều bị dạ miêu tinh sát hại hiện tại cần phải tiêu diệt dạ miêu tinh trước mới có thể tìm được mặt trời mọi người đồng tình với ý của ba cô gái người di khi ấy liền hợp lực tìm lên núi cao chiến đấu với dạ miêu tinh. Nhưng thường không phóng tới dạ miêu tinh. Tên bắn tới thì bị dạ miêu tinh đẩy bay ngược trở lại. Mấy ngày, không làm sao tiêu diệt được nó. Ba thiếu nữ người di từ trước tiến lên. Trên tay, mỗi người nắm một bó đuốc thông cháy rực. Dạ miêu tinh thấy thế, liền hoàng sợ, tìm chỗ tối ẩn nấp. Mọi người vui mừng, liền theo đó đều đốt đuốc cháy sáng cả trái núi như ban ngày đồng thời tiếng chương trống đánh ầm lên thị uy giả miêu tinh thấy ánh sáng đuốc càng lúc càng nhiều thì khiếp sợ vội vàng chui rúc vào rừng sâu trong động đá ẩn thân mọi người tìm lên đến đỉnh núi liền chất đầy củi khô và cỏ đốt cháy cả trái núi giả miêu tinh lúc ấy mới thật sự bị tiêu diệt trừ xong giả miêu tinh mọi người thương nghị cử người đi tìm thái dương ba thiếu nữ người di tiến lên nhận trách nhiệm này ngay mọi người thấy ba thiếu nữ thông minh dũng cảm nên rất phục họ tiễn chân ba thiếu nữ với những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng sẽ được thái dương và trở về bình an ba thiếu nữ từ biệt mọi người lên đường cứ nhắm theo hướng mặt trời từng mọc mà đi tới họ vượt qua chín chín ngọn núi cao, băng qua chín chín cánh rừng sâu, lội qua chín chín con suối. Bà thiếu nữ cứ đi mãi, đi mãi, chẳng biết đã đi bao nhiêu thời gian. Chỉ thấy lúc họ đi, tóc chỉ chấm vai, mà giờ đây đã phủ xuống tận đất. Ba mái tóc vốn đen mướt, bây giờ đã thành bạc trắng. Thế nhưng họ vẫn chưa tìm thấy mặt trời. Một hôm, họ đang đi băng qua một cánh rừng già, bỗng một tiếng gầm lớn, rồi một con hổ to lớn nhảy ra chặn đường. Bà thiếu nữ vẫn tiếp tục đi, chẳng hề dừng bước hay ngoái đầu nhìn, tựa hồ như không nghe tiếng hổ gầm, không nhìn thấy bóng hổ dữ. Các bé có biết không, lại một hôm, trời bỗng nổi cuồng phong, tiếng hú của gió ù ù, một con mãng xà to lớn như cột nhà, từ trên cây cao thả nửa người xuống treo lơ lửng trước miệng đỏ ngòm hoắc rộng. Cả ba thiếu nữ chân vẫn bước, đầu không ngừng lên, tiến thẳng về phía trước nơi có con mãng xà đang chờ đợi. Chừng như không nghe thấy tiếng mãng xà hút gió, không nhìn thấy bóng mãng xà đu đưa. Hôm sau nữa, một tiếng sấm lớn, rồi trước mắt Ba thiếu nữ bỗng xuất hiện một ông lão râu tóc bạc trắng. Ông lão nhìn ba thiếu nữ nói: "Ba cô gái tốt bụng dũng cảm, chớ đi về phía trước nữa, các người không tìm thấy mặt trời đâu, hãy quay về đi." Ba thiếu nữ đồng thanh đáp: "Không có mặt trời thì mùa màng không chín, cây cỏ không phát triển, con vật không sinh sôi." Con người không sống được, dù có chết, chúng tôi cũng quyết tìm cho được mặt trời." Ông lão lắc đầu nói. "Các người dù có chết cũng không tìm được mặt trời đâu, hà tất phải phí công tính mạng mình?" Bà thiếu nữ thông minh đáp. "Nếu như chúng tôi chết đi thì cũng có người không sợ chết theo chân chúng tôi đi tìm Thái Dương." thái dương nhất định phải tìm được ông lão cảm kích trong lòng gật đầu nói hỡi hey, các cô gái dũng cảm các người nhất định đạt được mục đích các người hãy chờ đợi ở đây đến ngày lập thu sẽ có một chàng thiếu niên cưỡi ngựa ngang qua đây chàng ta chính là mặt trời thứ bảy đó chính là vầng thái dương đẹp nhất trẻ nhất trong bảy anh em mặt trời nói rồi ông lão biến mất ba thiếu nữ nghe theo lời ông lão ở đó chờ đợi quả nhiên đến ngày lập thu năm ấy có một chàng thiếu niên người sáng rực cưỡi ngựa trắng đi ngang qua thế nhưng đến lúc này thì ba nàng thiếu nữ sức lực đã quá cạn kiệt chỉ còn bước ra trước ngựa mà cầu khấn hỡi thái dương xin đừng rời bỏ chúng tôi người rời bỏ chúng tôi thì mùa màng không chín được cây cỏ không phát triển súc vật không sinh sôi con người sẽ không sống hỡi thái dương xin hãy xuất hiện trở lại nói rồi ba thiếu nữ đứng tựa bên nhau tay đưa ra như nâng mặt trời lên và chút hơi thở cuối cùng. Ba thiếu nữ chân chôn cứng dưới đất, thân hình biến thành ba trái núi cứ cao dần, cao dần. Một vầng thái dương từ từ xuất hiện rồi cứ lên cao dần theo ba trái núi. Ánh sáng thái dương tỏa khắp nơi, đánh tan màn đêm, hơi nóng ấm áp như sưởi ấm cho vạn vật. Con người reo hò nhảy múa, muôn thú chạy nhảy hát ca mừng mặt trời đã lên tỏa ánh sáng cho mọi người các bé yêu quý có biết không từ đó về sau mỗi năm đến ngày lập thu mọi người đều ăn mặc xinh đẹp mang theo nhạc cụ đổ ra đường thành từng đoàn vừa đi vừa ca hát nhảy múa tạo thành đám rước đến chân núi đó chính là kỷ niệm ba thiếu nữ người di dũng cảm đi tìm mặt trời các bé thân mến, nhờ sự đồng lòng hợp sức mà ba thiếu nữ đã mang được vầng thái dương bay lên. Nhưng cũng từ đó mà dân làng chẳng bao giờ được gặp lại ba người con gái thông minh và dũng cảm này nữa. Từ đó trở đi, mỗi người sẽ tự nhủ rằng phải lao động chăm chỉ để có cuộc sống no ấm và hạnh phúc hơn. Các bé thân mến, tình cảm anh em trong một gia đình là tình cảm ấm áp và yêu thương. Rất nhiều câu chuyện cổ tích xuất hiện, những nhân vật là anh em với nhau đấy các bé ạ. Tình anh em sẽ giúp họ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Trong chương trình kể chuyện và hát du hôm nay, các bé cùng nghe chuyện cổ tích thế giới, anh và em gái qua giọng kể của cô Kim Ngọc nhé. Một hôm, anh dắt em gái đi thủ thỉ nói. Từ ngày mẹ mất, anh em mình không có lúc nào sung sướng nữa. Mẹ ghẻ hàng ngày đánh đập, xin cái gì thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đuổi đi. Ăn thì chỉ có mấy miếng bánh mì, đầu thưa đuôi thẹo. Còn cún ở chân bàn, còn sướng hơn anh em mình. Thỉnh thoảng, nó còn được mẹ ghẻ vứt cho một miếng ngon. Lại trời phù hộ, để mẹ chúng mình thấy tình cảnh này. Thôi em ạ, à, anh em mình hãy bỏ nhà đi đi. Hai anh em đi suốt hai ngày qua đồng ruộng bãi hoang. Trời đổ mưa anh bảo em đấy trời khóc cùng với anh em mình đấy chiều tối hai anh em tới một khu rừng to chúng đi đường xa vừa đói vừa mệt liền chui vào hốc cây ngủ mất sáng hôm sau khi chúng bừng mắt dậy thì mặt trời đã lên cao nắng chiếu vào trong hốc cây anh nói em ạ à, anh khát quá hễ gặp suối là anh uống ngay mà nghe như có tiếng suối đâu đây anh đứng dậy dắt em đi tìm suối mẹ quế vốn là một mụ mộ phù thủy mụ đã thấy hai đứa trẻ ra đi nên mụ rón rén đi theo mụ phủ phép vào tất cả các suối trong rừng hai anh em thấy một cái suối chảy như thác bạc xuống đá anh muốn uống nhưng em nghe như có tiếng gì rào trong suối Ai uống nước ta sẽ hóa ra cọp. Ai uống nước ta sẽ hóa ra cọp. Em bảo anh. Em xin anh, anh chớ có uống. Kẻo lại hóa thành thú dữ, xé xác em mất. Anh khát đến cháy cổ, vẫn cố nhịn không uống. Thôi, đợi đến suối sau vậy. Tới suối thứ hai, em lại nghe thấy tiếng gì rào ai uống nước ta sẽ thành chó sói ai uống nước ta sẽ thành chó sói em lại bảo anh anh ơi em xin anh chớ có uống kẻo lại hóa thành chó sói ăn thịt em anh không uống nói đến suối sau em muốn nói gì thì nói thế nào anh cũng phải uống anh khát quá rồi Hai anh em đến suối thứ ba, thì em nghe thấy tiếng gì rào. Ai uống nước ta sẽ hóa thành con mang. Ai uống nước ta sẽ hóa thành con mang. Em bảo, Ôi, anh ơi, em xin anh, anh chớ có uống đấy. Kẻo lại hóa thành con mang, bỏ em mà chạy. Nhưng anh đã quỷ gối, cúi xuống uống nước suối. Môi vừa dính nước, thì người đã hóa thành con mang em khóc than thương hại cho anh con mang cũng khóc lóc và ngồi dầu dĩ bên em mãi sau em mới nói anh mang thân mến ơi anh mang cứ yên tâm em sẽ không bao giờ rời anh mang ra đâu rồi em tháo nịt vàng ra buộc cổ mang lại đi nhổ cói tết một sợi dây mềm dắt mang vào rừng sâu chúng sống quạnh hiu như vậy một thời gian trong rừng hoang một hôm vua tổ chức một cuộc săn lớn trong rừng tiếng tù và tiếng chó sủa tiếng người đi săn hò hét cười đùa vang trời mang nghe thấy muốn nhập cuộc quá đi mất mang bảo em em ơi anh xin em em hãy cho anh nhập cuộc săn anh không chịu được nữa mang van xin mãi em đành để cho mang đi em nói với mang nhưng thế nào chiều tối anh cũng phải về nhé em sẽ đóng cửa lại để đề phòng bọn đi săn độc ác anh về thì nhớ gõ cửa nói em ơi em hãy mở cho anh vào để em nhận ra anh nếu anh không nói thì em không mở cửa đâu nhé mang nhảy ra ngoài trời rất là thảnh thơi vui thú vua và quần thần thấy con mang đẹp đuổi theo nhưng không kịp lúc tưởng là bắt được đến nơi thì mang nhảy vọt qua bụi cây biến mất chiều tối mang về nhà gõ cửa nói em ơi em hãy mở cửa cho anh vào cửa mở mang nhảy vào nằm nghỉ suốt đêm trên đệm ấm sáng hôm sau cuộc săn lại bắt đầu mang ta nghe tiếng tù và tiếng người đi săn la hò sốt ruột bảo em ơi em mở cửa cho anh thế nào anh cũng phải ra đó mới được em mở cửa cho mang ra và bảo nhưng đến tối anh phải về nhớ nói câu em dặn đấy nhé vua và quần thần vừa thấy con mang đeo vòng vàng thì đuổi theo liền nhưng mang chạy nhanh hơn họ họ dồn mang suốt ngày đến tối thì vây được mang một người bắn trúng chân mang khiến mang bị thương nhẹ khập khiễng đi không được nhanh người đi săn theo dõi mang đến tận căn nhà nhỏ và nghe thấy mang gọi em ơi em hãy mở cửa cho anh vào cửa mở ra rồi đóng lại liền người đi săn nhớ kỹ những điều mắt thấy tai nghe kể lại cho vua vua phán ngày mai ta lại đi săn em thấy mang bị thương sợ lắm em lau sạch máu đắp lá bảo mang mang ơi mang mang ra nằm nghỉ trên nệm đi cho khỏi nhưng vết thương nhẹ nên sáng hôm sau mang không thấy đau gì nữa thấy ở bên ngoài cuộc săn lại nhộn nhịp mang bảo mang không nhịn được nữa đâu mang đi đây không phải dễ mà bắt được mang đâu em khóc lóc bảo lần này thì họ giết chết anh mất rồi em ở một mình trong rừng chẳng ai nghĩ đến em nữa không em không để anh ra đâu mang đáp thế thì mang ở đây cũng đến sốt ruột mà chết hễ mang nghe tiếng tủ vả là lòng lại rộn lên em không biết làm thế nào đành dầu dầu mở cửa mang vui vẻ nhảy tót vào rừng vua trông thấy mang ra lệnh cho các người đi săn đuổi nó cho đến đêm nhưng chớ đụng đến nó vua đặt em lên ngựa cùng ngồi để về cung làm lễ cưới rất to em lên ngôi hoàng hậu hai vợ chồng hưởng hạnh phúc lâu dài mang được chăm nom săn sóc tha hồ nhảy nhót trong vườn thượng uyển mụ gì ghẻ ác nghiệt đã làm cho hai anh em phải bỏ trốn vẫn tưởng là sau đó em đã bị thú rừng ăn thịt và anh thì bị bắn chết khi mụ được tin cả hai anh em đều sung sướng thế thì mụ ghen tức lồng lộn mụ lại nghĩ cách hại chúng con gái mụ xấu như ma lem chỉ có độc một mắt dằn vặt mụ số con số con phải được làm hoàng hậu cơ mụ an ủi con mày cứ yên trí tào sẽ không để lỡ dịp đâu hoàng hậu đẻ ra một đứa con trai xinh đẹp trong khi vua đi săn vắng mụ phù thủy già chỉ chờ đợi lúc ấy nó hóa phép biến thành một người hầu gái vào trong phòng hoàng hậu nói tâu lệnh bà, nước tắm đã sẵn sàng. Mời lệnh bà đi tắm cho khỏe người. Lệnh bà đi ngay đi, kẻo nước mụ ấy. Con gái mụ đứng sẵn đó. Hai mẹ con khiêng hoàng hậu mệt lả vào buồng tắm, khóa cửa lại, bỏ đi. Chúng hôn lửa ở trong buồng tắm, để cho bà hoàng hậu trẻ đẹp, bị chết ngạt. Mụ già làm xong việc ấy, liền đội mũ cho con, đưa vào nằm giường hoàng hậu mụ hóa phép cho con biến thành hoàng hậu hình dáng vẻ người y như hệt nhưng không sao chữ được con mắt hỏng cho con con mụ đành nằm nghiêng về mé mắt hỏng để vua không nhận ra buổi tối vua đi săn về nghe nói hoàng hậu sinh con trai mừng lắm định tới giường hoàng hậu thăm mụ già vội nói chớ chớ bệ hạ chớ có kéo rèm lên hoàng hậu chưa nhìn ánh sáng được đâu phải nghỉ ngơi đã vua lui về không biết có hoàng hậu già nằm trong giường đến nửa đêm mọi người đều ngủ người bảo mẫu một mình thức bên nôi hoàng tử liền thấy cửa mở ra hoàng hậu thật bước vào bà bế con ở nôi ra cho con bú rồi bà rũ gối cho con, đặt con nằm và đắp chăn cho con. Bà cũng không quên con mang. Bà đi tới góc phòng nó nằm và vuốt lưng nó. Sau đó, bà lặng lặng đi ra. Hôm sau, người bảo mẫu hỏi lính canh có thấy ai ban đêm vào cung không? Lính canh đáp. Không, chúng tôi chẳng thấy ai cả. Hoàng hậu đến mấy đêm như thế, mà không bao giờ nói một câu gì người bảo mẫu nhìn thấy bà nhưng không dám nói hở cho ai biết sau một thời gian hoàng hậu bắt đầu nói trong đêm tối con ta ra sao mang của ta ra sao ta còn đến hai lần nữa thôi người bảo mẫu không trả lời nhưng khi hoàng hậu biến đi thì chị tìm vua kể lại hết vua phán trời sao lại có chuyện thế nhỉ đêm nay ta sẽ thức trông con đến tối vua vào buồn hoàng tử vào khoảng nửa đêm hoàng hậu lại hiện ra và nói con ta ra sao mang của ta ra sao ta còn đến một lần nữa thôi rồi hoàng hậu chăm sóc con như thường lệ trước khi biến mất vua không dám lên tiếng nhưng đêm sau vua lại thức hoàng hậu nói con ta ra sao mang của ta ra sao ta đến lần này là lần cuối cùng vua không nhịn được nữa liền chạy lại nói đúng nàng là vợ yêu quý của ta rồi bà trả lời thưa đúng em là vợ của nhà vua vừa lúc đó thì nàng sống lại tươi tắn hồng hào khỏe mạnh nàng bèn kể lại cho vua nghe tội ác của mụ phù thủy độc ác và con mụ vua cho đem hai đứa ra xử chúng bị tội chết án xử xong thì mang lại hiện nguyên hình thành người hai anh em cùng nhau sống sung sướng mãi cho đến khi chết các bé ạ à, qua câu chuyện ta thấy rằng chân lý luôn luôn thuộc về những người trung hậu bằng tình yêu của mình người em gái đã giải thoát cho người anh và họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc mãi mãi các bé ạ à? các bé vừa nghe cô kim ngọc kể chuyện cổ tích thế giới anh và em gái bị người gì ghẻ đối xử không tốt hai anh em nhà nọ quyết định ra đi để tìm tương lai cho mình vì quá khát và không nghe lời khuyên của em gái, nên anh trai đã uống nước suối và biến thành con mang. Mà nhờ tình yêu thương và sự kiên trì của em gái mà anh trai đã trở lại thành người. Một câu chuyện đề cao tình cảm anh em thật xúc động. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt và chúc các bé ngủ ngoan. Cô Vân Khánh xin chào các bé thương mến. Tối nay các bé muốn nghe câu chuyện gì nào? cô sẽ gửi đến các bé câu chuyện rất hay về chị em nhà alisa và amy họ gặp bà tiên bên cái giếng và mỗi người đều nhận một món quà khác nhau các bé cùng nghe câu chuyện bà tiên bên cái giếng qua giọng kể cô kim ngọc nhé ngày xưa ngày xưa có hai chị em nhà nọ tên là alice và amy khác nhau một trời một vực. Trong khi Ami chăm chỉ làm việc và luôn mỉm cười thân thiện với mọi người, thì Alice chẳng bao giờ động tay vào việc gì, lúc nào cũng nhăn nhó, cáu kỉnh. Về điểm này, Alice giống mẹ cô ta như đúc. Vì mọi người thường bảo hai mẹ con giống nhau, nên bà mẹ yêu thương Alice ra mặt, trong khi cứ luôn bắt lỗi Ami. Một ngày hè nóng nực, bà mẹ bảo Emmy đi ra giếng múc nước. Nhanh cái chân lên đấy, Bà ta sẵn giọng nói thêm. Amy bê chiếc bình lên và dạo bước. Đường ra giếng vừa khô vừa bụi. Khi đến nơi, Amy khát khô cả cổ. Nàng kéo một gầu nước lên, cẩn thận chút vào chiếc bình. Sau đó nàng nhấc bình lên, định uống một ngụm nước mát lạnh, trong lành. Đúng lúc này, nàng nghe thấy một giọng nói yếu ớt. Nàng quay lại và trông thấy một bà lão tóc bạc phơ. Cho ta xin một ít nước có được không?" Bà lão hỏi. "Dạ được ạ." À. Ami đáp. "Cháu xin lỗi, cháu không có cái cốc nào, nhưng cháu sẽ giữ chiếc bình này để bà uống nước từ trong nó và thay vì uống trước, nàng nhường chỗ nước đó cho bà lão." Bà lão uống một ngụm dài. "Cảm ơn cháu gái đáng mến." Bà lão cười nói. "Cháu xứng đáng được thưởng vì sự tử tế của mình." ta thấy tâm hồn cháu ngọt ngào như hoa hồng và trong sáng như kim cương do đó mỗi khi cháu cất tiếng nói hoa hồng và kim cương sẽ rơi ra từ miệng cháu ôi cháu cảm ơn bà ạ amy nói một bông hoa hồng và năm viên kim cương màu xanh rơi xuống đất trước mặt nàng nàng cúi xuống nhặt khi nàng ngẩng đầu lên bà lão đã biến mất amy bê bình nước và vui vẻ trở về nhà. Sao mày lề mề thế hả? Có đi lấy nước mà lâu thế?" mẹ nàng quát. Khi Ami kể lại chuyện đã xảy ra, một đống châu báu lấp lánh và hoa hồng mềm như nhung chất cao trước mặt nàng. Mẹ nàng tròn mắt nhìn. "Chắc bà lão đó là tiên đấy." Ami nói câu cuối cùng. Ba bông hồng trắng và bốn viên kim cương bay ra. Mẹ nàng cười tươi như hoa. Ali con ơi, bà ta gọi. Nào, vào đây nào, bê cái bình này ra giếng ngay. Nếu có bà lão nào đến hỏi xin nước, con hãy cho bà ấy một ít nhé. Sao mẹ không sai Ami đi? Alice rển dĩ. Cứ làm theo lời mẹ bảo, bà mẹ quát. Thế là Alice lên đường, uể oải lê bước. Tất cả chỉ vì một bà lão thôi ư, cô ta lầm bầm. Cô ta kéo gầu nước lên, hậm hực chút vào bình, khiến nước bắn ra tung tóe. Đổ nước ngu xuẩn, cô ta mắng. Rồi cô ta nghe thấy một giọng nói yếu ớt. "Làm ơn cho ta xin ít nước có được không?" "Tại sao bà không tự đi mà múc nước chứ?" Alice giận cá chém thớt quát. Bà lão cau mày. "Ta thấy cô vừa xấu tính vừa lười nhác, chẳng khác gì một con cóc." Bà lão nói. "Thế nên mỗi khi cô mở miệng nói cóc sẽ nhảy ra từ miệng cô. Ha ha, buồn cười quá, Alice khinh khỉnh nói, rồi đưa tay lên che miệng ngay lập tức. Năm con cóc sần sùi nhảy xuống đất trước mặt cô ta. Cô ta quăng cả bình, chạy thục mạng về nhà. Cứu, cứu, cô ta kêu lên. Mẹ ơi, xem này, cứu. Năm con cóc nữa lại nhảy xuống từ miệng cô ta. Eo ơi, cóc, bà mẹ hét lên. Bà ta quay sang Ami bảo, Lỗi tại mày hết đấy Biến đi Ta không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày nữa Thế là Ami chạy ra khỏi nhà Nước mắt lã trã rơi Nàng tủi thân đến mức Không để ý xem mình đang đi đâu Cho đến khi gần như đâm sầm vào một con ngựa cao lớn màu hạt rẻ Ôi Một giọng nói cất lên Ami chớp mắt và nhìn lên Thấy một chàng hoàng tử điển trai Đang cưỡi trên lưng con ngựa Chàng cười tử tế và hỏi Nàng làm sao vậy rồi chàng đưa cho nàng một chiếc khăn tay amy lau nước mắt kể cho hoàng tử nghe chuyện kim cương và hoa hồng lại rơi ra từ miệng nàng nhưng nàng đâu có lỗi gì hoàng tử phẫn nộ nói trái tim chàng đã thuộc về cô gái đáng thương bị đuổi khỏi nhà này rồi tại sao nàng không cùng ta trở về cung điện nhỉ ôi nhưng mà amy nói em chỉ là một cô gái nghèo với món quà kỳ diệu như thế này, không ai có thể nói là nàng nghèo. Hoàng tử bật cười và lịch thiệp đỡ nàng lên ngựa. Thế là Ami đến sống trong cung điện, nơi nàng và hoàng tử sớm trao trọn trái tim cho nhau và tổ chức lễ cưới. Ngược lại, chẳng ai muốn cưới Alice xấu tính làm vợ cả. Cô ta và mẹ mình sống nốt quãng đời còn lại với nhau, suốt ngày cãi cọ la hết và bị vây quanh bởi đàn cóc xấu xí còn bà tiên bên giếng thì sao nhỉ có lẽ bây giờ bà ấy vẫn đợi ở đó đấy các bé ạ lòng tốt bụng ngoan hiền của ami đã được bà tiên tặng một món quà quý giá đó là mỗi lời nói của nàng nói ra đều biến thành vàng ngọc châu báu còn alisha độc ác lười biếng thì mỗi khi cất tiếng thì cóc trong miệng lại nhảy ra thật đáng đời cho kẻ sống ác, các bé nhỉ? Các bé yêu quý, có ba người bạn là Antonio, Jose và Paulo chơi rất thân với nhau. Một ngày kia, ba người bạn quyết định lên đường để tìm vận may của mình. Chắc nhiều bé đang muốn biết, trên đường đi, họ gặp điều gì kỳ lạ và tình bạn của ba người sẽ ra sao. Các bé sẽ biết điều đó sau khi nghe chú Hồng Quang kể chuyện cổ tích thế giới, có nhan đề là ba người bạn và nàng công chúa. Ngày xưa, ngày xưa, có ba người bạn chơi thân với nhau, tên là Antonio, Jose và Pablo. Một lần, họ quyết định lên đường đi tìm kiếm vận may. Chiều nọ, họ đi đến một ngã ba đường. Một con đường hướng tây dẫn đến những dãy núi, một con đường hướng bắc và một con đường còn lại hướng đông nằm bên cạnh một con sông lớn. Ba người ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây và cùng thảo luận xem họ sẽ làm gì. Antonio nói: Bây giờ chúng ta phải chia hướng ra mà đi thôi. Không đồng ý với ý kiến của Antonio, Pablo ngắt lời. Anh nói vậy là có ý gì chứ? Chúng ta rời nhà đi là để tìm vận may cơ mà. Và chúng ta vẫn chưa hề thành công. Lại còn thế này nữa, Rose nói chen vào. Chúng ta luôn luôn gắn bó với nhau. Chả có lý do nào khiến chúng ta tách ra cả. Tranh cãi mãi đến tận bữa ăn chiều cuối cùng cả ba cũng đồng ý và chia ra mỗi người đi một ngả để tìm kiếm vận may cho chính mình. Sau khi đã bàn bạc bà kỹ lưỡng, Jose nói, Antonio, anh hãy đi theo con đường, theo dòng sông. Còn anh Pablo, anh hãy đi theo hướng Bắc. Còn tôi sẽ đi theo con đường thứ ba, hướng Tây, dẫn đến những dặng núi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một năm đúng tại chỗ này và sẽ kể cho nhau nghe những kinh nghiệm và uh, sẽ có rất nhiều chuyện mà mọi người đã từng trải qua về chuyến đi của mình nhé ăn xong bữa chiều nghỉ ngơi một lát rồi cả ba chia tay nhau mỗi người đi theo một hướng pablo đi về hướng bắc trên đường anh gặp một bà lão ăn mày trông có vẻ rất đói khát bà lão ăn mày đến gần anh và nói hỡi chàng trai tốt bụng làm ơn cho bà lão tội nghiệp sắp chết đói này ít tiền để bà lão có thể mua ít thức ăn ngoài chợ thấy tội nghiệp bà lão nên pablo đưa cho bà một đồng tiền vàng cảm kích trước lòng tốt của chàng bà lão on mày lấy ra một tấm thảm nhỏ được gấp rất gọn gàng rồi đưa cho pablo đây đây là một tấm thảm thần nó có thể đưa con đi đến đâu con muốn chỉ trong nháy mắt, ta sẽ cầu nguyện cho con trong suốt chuyến đi. Cảm ơn bà nhiều lắm, bà lão kính mến ạ." À, Pablo nói, "Tôi tự cảm thấy mình là người may mắn nhất đấy và tôi sẽ luôn luôn biết ơn bà." Trong lúc đó, Antonio cũng đang đi dọc theo con sông và chàng gặp một người đàn ông nghèo khổ. Người đàn ông đó cũng hỏi xin chàng một ít thức ăn. Antonio đã rất vui vẻ sẵn sàng chia sẻ với ông ta bữa ăn và kể cho ông ta nghe câu chuyện về chuyến đi của mình. Người đàn ông đó cho chàng một cuốn sách. Khi Antonio đang băn khoăn tự hỏi không biết đây là sách gì thì người đàn ông đó lên tiếng. "Anh bạn trẻ thân mến, đây chính là một cuốn sách thần. Nhìn vào đó anh có thể đọc và biết được tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở bất kỳ nơi nào trên trái đất." và chỉ cần nghĩ đến nơi đó anh muốn đến thì nó sẽ cho anh biết câu trả lời ngay lập tức chúa phù hộ cho anh con trai ạ à. antonio cảm ơn người đàn ông nghèo khổ đã hào phóng cho anh một món quà tuyệt vời rồi tiếp tục lên đường còn phần jos người chọn con đường dẫn đến những ngọn núi cũng gặp chuyện tương tự như vậy chàng gặp một ông lão ăn xin chàng cũng sẵn sàng chia sẻ và ông ta cũng bày tỏ lòng biết ơn bằng một món quà ông ta nói với jose đây là một cái ngà voi ta dành cho con con trai ạ à, và nó có phép thần đấy còn có thể chữa khỏi bất kỳ căn bệnh nào tất cả những gì con phải làm chỉ là chạm nó vào người bệnh nhân và mọi bệnh tật sẽ tan biến ngay lập tức nó sẽ rất có ích cho chuyến đi của con đấy, con trai ạ. À. Cảm ơn ông lão vì món quà, rồi tiếp tục lên đường. Các bé ạ, à, như đã hẹn, năm sau ba người bạn quay về đúng nơi ngã ba đường. Họ vui mừng khi gặp lại nhau, kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua. Không hề cảm thấy ghen tị với vận may của bạn, mà còn cảm thấy vui mừng cho những may mắn của nhau. Họ thực sự là những người bạn tốt nhưng thật không may tình bạn cao cả đẹp đẽ đó không tồn tại được lâu mầm bóng của sự nghi ngờ đố kỵ đã bắt đầu dần dần lớn lên và bằng cách nào đó đã phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa họ tất cả bắt đầu vào một ngày kia khi antonio vô tình liếc nhìn vào quyển sách thần của mình và những gì đã xảy ra trong đó khiến anh vô cùng tò mò khi hai người bạn hỏi nhau tại sao anh lại quan tâm đến nó như vậy anh trả lời: Tôi nhìn thấy một nàng công chúa rất xinh đẹp trong cuốn sách thần. Nàng là công chúa của nước Pothot. Nàng có khuôn mặt xanh xao với đôi mắt trũng sâu. Nhưng tôi nghĩ bình thường chắc nàng phải có một đôi má hồng, rõ ràng là nàng đang ốm rất nặng. Hơn nữa, tôi cũng có thể nhìn thấy nàng đang cầu khẩn những thầy thuốc giỏi nhất chữa bệnh cho mình. Vậy chúng ta hãy đến và chữa bệnh cho nàng nhé? một ý kiến tuyệt vời. Rose kêu lên. Cái ngà voi của tôi đảm bảo sẽ chữa khỏi bất kỳ căn bệnh nào. Nó sẽ chữa khỏi bệnh cho công chúa. Tấm thảm thần được mở ra. Tất cả cùng bước lên. Nó lao nhanh trong không khí với tốc độ của ánh sáng. Và chỉ trong nháy mắt họ đã có mặt tại cung điện của vua Pothot. Khi ba người thông báo là muốn vào chữa bệnh cho công chúa, họ được dẫn vào cung điện ngay Nhà vua ra đón và đưa ba người đến phòng của công chúa. Các bé có biết không? Rose lại gần giường bệnh của công chúa, trên tay cầm chiếc ngà voi trong khi hai người bạn đứng cách đó một quãng. Chàng nhận thấy công chúa đang hôn mê. Theo như lời hướng dẫn của ông lão ăn mày, Rose cầm chiếc ngà voi chạm vào người công chúa. Phép màu đã thực sự xuất hiện. Công chúa mở choang mắt và mỉm cười với Rose màu hồng đã trở lại trên khuôn mặt của nàng. Nàng bắt đầu nói chuyện như một người bình thường và ra khỏi giường. Lúc đó nàng mới nhìn thấy hai người bạn của Rose. Nhà vua Pothot vô cùng hạnh phúc, tuyên bố mở tiệc ăn mừng vì công chúa, người con duy nhất của nhà vua đã thực sự sống lại sau một thời gian lâm bệnh trọng. Quay trở lại sân chiều, ba người bạn chính thức yết kiến nhà vua và tất nhiên trong tình huống này thì họ đã trở thành những đối thủ của nhau trong việc tranh công chúa, nàng công chúa yêu kiều. Otonio là người đầu tiên lên tiếng. Muôn tâu bệ hạ, nhờ có cuốn sách thần diệu của thần mà chúng thần mới biết được công chúa đang lâm bệnh. Chính vì thế, công của thần trong việc cứu công chúa là rất quan trọng. Pablo cũng khăng khăng không kém. Thưa bệ hạ, chính tấm thảm thần kỳ của thần mới đưa chúng thần đến cung điện của người kịp thời. Nếu không thì các thần sẽ không đến kịp, thì chắc chắn đã không cứu được công chúa ạ. À. Nhà vua mỉm cười, quay sang người bạn thứ ba, chàng Dô và chàng nói. Muôn tâu bệ hạ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có chiếc ngà voi có phép thần của thần đây? Thưa bệ hạ, chắc chắn người sẽ phải thừa nhận rằng công chúa sẽ thuộc về thần. Không chữa được bệnh, công chúa sẽ không mở mắt và mỉm cười với thần đấy ạ à? không muốn bị dô tranh mất công nên pablo nhanh nhẩu nói thưa bệ hạ công chúa thuộc về thần nàng cũng đã mỉm cười với thần đấy thôi nàng cũng mỉm cười với thần đấy bệ hạ antonio rụt rè nói cả ba người bạn đều ra sức chứng tỏ công chúa thuộc về mình sự nghi kỵ và ích kỷ đã chia cắt họ điều mà trước đây việc đó chưa hề xảy ra nhà vua cân nhắc việc này rất lâu cuối cùng người tuyên bố chúng ta không thể đưa ra được một quyết định đúng đắn ngay bây giờ được cách tốt nhất là các ngươi phải thi tài sau đó chúng ta sẽ xem ai là người phù hợp nhất với công chúa thi tài gì đấy ạ cả ba cùng đồng thanh rồi sẽ rõ các chàng trai trẻ ạ hãy đợi một lát Nhà vua trả lời. Không còn lựa chọn nào khác. Cả ba đành phải đợi đến khi có cuộc thi tài. Hôm sau, nhà vua cho gọi ba chàng trai vào sân chiều. Sau khi họ cúi chào nhà vua và ngồi vào chỗ, nhà vua tuyên bố. Chúng ta không thể quyết định xem ai là người phù hợp nhất trong số ba người này để kết hôn cùng công chúa. Mỗi người trong số họ đều có công góp phần cứu công chúa và cũng rất khó để đánh giá mức độ công lao của họ vì thế ta đã nghĩ ra cuộc thi bắn cung người giỏi nhất sẽ được chọn dựa vào tài năng bắn cung của mình nhà vua vỗ tay một đám người hầu xuất hiện ngài yêu cầu mang đến sân triều một bó cung tên sau đó ba người sẽ lần lượt ra sân cung điện thi tài theo mệnh lệnh của nhà vua cả công chúa hoàng hậu và các cung phi mỹ nữ trong cung đều đứng xem từ trên ban công cung điện khi ba chàng đẹp trai đứng xếp hàng để thi bán cung đôi mắt của công chúa nấn ná dừng lại ở anh chàng jose người có khuôn mặt và tác phong rất nam nhi nàng nhận ra đó chính là người đã chạm chiếc ngà voi vào tay mình và đó cũng chính là gương mặt đầu tiên nàng nhìn thấy khi vừa thoát khỏi cơn mê nhà vua ra lệnh cho một tên lính treo một bông hoa chuối cách xa chỗ họ đang đứng 100 mét. Sau đó ngài nói, Bông hoa chuối tượng trưng cho trái tim của công chúa, con gái ta. Ai bắn tên chúng ngay giữa bông hoa đó thì sẽ được cưới công chúa và trở thành phò mã của vương quốc bo hót này. Tự tin vào tài bắn cung của mình, Pablo là người đầu tiên cầm lấy cung tên. Chàng dương cung lên một cách chậm rãi nhưng thật chắc chắn mũi tên đã trúng ngay chính giữa bông hoa tiếp đến là antonio chàng dương cung lên và cũng bắn ngay vào tâm bây giờ đến lượt jose chàng nhìn lên ban công bắt gặp ánh mắt của công chúa và nàng đang mỉm cười với chàng jose không hề vội vã trong việc lắp mũi tên vào cung thay vào đó chàng quay sang nói với nhà vua chậm rãi và rõ ràng muôn tâu bệ hạ thần nghe không nhầm thì có phải người đã nói rằng bông hoa chuối chính là tượng trưng cho trái tim của công chúa đúng không ạ đúng vậy anh bạn trẻ vậy thì sao nhà vua ngạc nhiên trả lời thưa bệ hạ nếu đúng như vậy thì thần xin được từ chối bắn mũi tên này vào bông hoa chuối đó làm sao thần có thể bắn vào trái tim người con gái mà thần yêu muôn tâu bệ hạ Hãy cho phép thần nói thêm rằng tình yêu chính là sự kiên nhẫn, lòng tốt và sự nhẫn nại. Các bé có biết không? Những lời lẽ tuy ngắn nhưng hết sức diễn cảm gây được sự đồng tình của tất cả mọi người xung quanh. Công chúa vô cùng hạnh phúc khi nghe thấy những lời đó. Nhà vua đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai chàng Jose và nói Này Jose, anh chính là người phù hợp nhất người thực sự yêu thương con gái ta. Ta đồng ý gả công chúa cho anh. Các bé có biết không? Ngày cưới cũng đã tới. Đó là một lễ cưới tráng lệ và huy hoàng. Đối với hai chàng trai đi tìm kiếm vận may kia, nhà vua cũng thấy họ là những người xuất sắc. Vì thế, ngài đã tìm cho họ những người vợ thuộc dòng dõi của hoàng gia. Vài năm sau đó, nhà vua qua đời phò Mã lên nối ngôi, chàng và công chúa đã khai trị đất nước trong hạnh phúc và thanh bình đấy các bé ạ. À. Các bé vừa nghe chú Hồng Quang kể chuyện cổ tích thế giới có nhan đề, ba người bạn và nàng công chúa. Không có phép lạ nào có thể bằng tình yêu thương của con người đấy các bé ạ. À. Bây giờ cũng đã muộn rồi, các bé khẽ ngủ ngoan nhé. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt. Các cô bé, cậu bé đáng yêu chúng mình lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện và hát du tối nay các bé có vui không các bé muốn nghe câu chuyện gì nào cô Vân Khánh sẽ gửi đến các bé câu chuyện kể về cô nàng có cái tên là dây cót nhé cô nàng rất hiếu động nghịch ngợm nên đã xảy ra rất nhiều chuyện các bé cùng nghe cô Bạch Phượng kể câu chuyện cô nàng dây cót của nhà văn Nguyễn Kiên cho các bé nghe nha ở nhà kia có một cô nàng xinh đẹp và hết sức kiêu kỳ. Cô nàng được làm bằng một lá sắt tây, sơn màu lè lẹp. Bên trong có gài một cuộn dây cót với chiếc chìa khóa nhỏ cắm ở sau lưng. Mỗi khi cuộn dây cót được vặn chặt vào, nó tở ra. Cô nàng vừa xoay tròn, vừa lượn vòng thật xuyên dáng. Người ta gọi cô là cô nàng dây cót và đặt cô đứng trên nóc chiếc tủ ly bên cạnh cái lọ sơn mài lúc nào cũng cắm hoa tươi cô nàng đứng đó có vẻ thản nhiên nhưng thực ra là ngầm kiêu hãnh về cái vị trí nổi bật của mình góc nhà có treo một chiếc diều anh sáu diều cưỡi trên chiếc diều đó giữa đôi cánh cong cong hình trăng lưỡi liềm từ góc nhà anh sáu diều nhìn cô nàng dây cót vẻ bồn chồn. Nhân lúc vắng vẻ, anh liền nói: "Chào cô dây cót, tôi đã được xem cô múa, cô múa thật tuyệt vời." Cô nàng dây cót hơi nganh mặt lên. Anh không đùa đấy chứ? Không. Anh sáo diều ngập ngừng dây lát, rồi đánh bạo nói. Thực tình là tôi rất mê điệu múa của cô. Tôi vẫn thường ước ao, thường tưởng tượng giá như chúng ta có thể kết bạn với nhau tôi sẽ hát tặng cô bài hát tha thiết nhất của đời tôi cô nàng dây cót khẽ đung đưa thân mình vậy thì anh hãy hát đi nào hãy hát ngay đi anh sáo diều thành thật lát nữa chỉ lát nữa thôi ông chủ nhà đem diều ra bờ đê thả tôi bay lên đón gió ở trên cao bấy giờ tôi hát mới hay được cô nàng dây cót nghĩ bụng. Đợi lâu thế thì chán chết. Và cô thản nhiên xoay lưng về phía anh sáo diều, nhìn ra cửa sổ. Ở khuôn cửa sổ có treo một đồ chơi, người ta vừa mua ở chợ về. Đó là anh chàng múa gậy. Anh chàng được làm bằng một màu gỗ bắc, đứng co một chân, hai tay cầm chiếc gậy dài. Sau lưng anh chàng cắm một cái cần tre nhỏ có một màu dây nối đầu cần tre với chiếc gậy giữa dây dán một mảnh giấy tròn chỉ cần một tí gió làm động đậy mảnh giấy là chiếc gậy trong tay anh chàng cũng động đậy theo chào cô dây cót tôi biết là cô múa rất tuyệt vời nhưng cô hãy xem tôi múa cũng không đến nỗi tồi phải thế không nào cô nàng dây cót ngắm nhìn anh chàng múa gậy khua khoắng cái gậy. Thấy cũng hay hay, cái chìa khóa cắm sau lưng cô nàng khẽ rên lên, két két, và cô nàng reo lên. Hoan hô anh múa gậy! Anh chàng múa gậy càng múa mạnh hơn. Tốt nhất là trong khi tôi múa gậy, thì cô quay lượn vòng vèo, chúng ta sẽ trở thành một cặp nghệ sĩ đẹp đôi nhất đời này cô nàng dây cót đâm ra hứng khởi cái chìa khóa cắm sau lưng cô lại rên lên két 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 và cô bắt đầu quay quay hăng vào cô em thân mến quay hăng nữa vào hăng nữa lên anh chàng múa gậy vừa hò la vừa khua gậy rối xít cô nàng dây cót lên cơn say cái chìa khóa cắm sau lưng cô liên tục vặn cuộn dây cót vào và lập tức nó lại tở ra Thế là cô càng quay, quay như điên. Bỗng từ trong cuộn dây cót có tiếng phật. Cô nàng đang quay thì bỗng đột ngột sững lại, loạn choạng ngả nghiêng rồi ngã lăn đùng ra. Lúc đó, ở ngoài bờ đê, con diều đã được thả lên cao. Anh sáo diều cưỡi trên đôi cánh diều cong cong, hình trăng lưỡi liềm, bắt đầu hát. Tiếng hát du sương đầy ấp cả trời chiều. Đáng thương cô nàng dây cót, chỉ vì nông nổi vội vàng, cuộn dây cót ở bên trong người cô bị căng lên quá mức nên đã bị đứt. Cô nàng nằm thẳng đơ dưới chân cái lọ sơn mài. Cô không được nghe bài hát tắm say của anh Sáo Diều, cô cũng không hề biết ở khuôn cửa sổ, anh chàng múa gậy đã quay nhìn đi chỗ khác. Anh ta đang mải tìm xem có ai đó để rủ dê vào cái trò chơi khua gậy của anh ta. Các bé thấy không, vì hiếu động quá nên cô nàng dây cót cuối cùng đã bị đứt, khiến cho anh chàng múa gậy không quan tâm, còn cười nhạo cô nàng nữa đấy. Câu chuyện khuyên chúng mình phải khiêm tốn, không chơi những trò nghịch dại các bé nhé. Câu chuyện tiếp theo, cô Vân Khánh gửi đến các bé có nhan đề thờn bơn méo miệng của nhà văn Nguyễn Kiên kể về loài cá thờn bơn vốn dĩ rất xinh đẹp. Nhưng vì sao nó lại bị méo miệng? Các bé có muốn biết câu trả lời không? Vậy chúng mình sẽ nghe câu chuyện này nhé. Từ thuở xa xưa, thờn bơn cũng từng được xếp vào loại cá xinh đẹp. Chứ không phải khi mới nở trong trứng da đã méo miệng như bây giờ đâu. Chuyện kể lại rằng, hàng năm, cứ đến mùa xuân, là họ nhà cá lại khắp thảy nô nức rủ nhau đi dự hội thi nhảy. Bấy giờ gọi là hội cá vượt vũ môn. Thần bơn xương mảnh, vây mềm, giá có vào dự thi thì cũng nắm chắc phần được xếp hạng cuối cùng nên chỉ dám đi xem. Trên đường đi, nó cố ý chen lẫn vào đoàn cá của các đội tuyển và ra vẻ ta đây cũng có tài nhảy lắm tới khúc sông được chọn làm nơi mở hội thần bơn lảng ra chen ngay vào chỗ đứng xem tốt nhất trong lúc mọi con cá khác im lặng theo dõi trận đấu sức thi tài của các đấu thủ thì thần bơn cứ liến thoáng liến thoáng thấy tôm hùm vào vượt sóng bị đuổi ra vì mang bọng phân trên đầu làm mất vẻ đẹp nơi thi đấu thần bơn liền nhếch mép thế mà cũng vào thi lúc cá rô tung mình băng qua một ngọn sóng và chỉ được chấm có mỗi một điểm vào đuôi thôi. Thần bơn lại cười nửa miệng. Xoàng, chỉ nhảy được có một lần. Lát sau, thấy cá chày lao phải nhớt cá nheo mà trượt ngã sứt đuôi, khóc đỏ hoe cả mắt, đang sùi sụt đi ra, thì thần bơn chê môi. Um, trông đẹp mã thế mà cũng nhè ra bỗng ở một góc trường đấu nhau lên vì chuyện gì đó. Thần bơn nhào tới, rẽ vào xem. Có tiếng ai kêu, cá chê vỡ đầu rồi. Thì ra, cá chê hấp tấp, mải lấy đà nhảy, quên nhìn trước nhìn sau. Nên không nom thấy rùa ngái ngủ đến chậm, đang lò dò bò vào. Đầu chê đập vào mai rùa, bị bẹp. Rùa giật mình ngoái cổ, thì ra mai rùa của mình cũng sạn toác. Thần bơn khủng khỉnh, máy mồm, nòm dọn đẹp chửa. Vì cứ luôn luôn cười nửa miệng và nhách mép nhạo người khác như thế, thần bơn đã bị méo miệng từ lúc nào không rõ. Đến khi thấy vướng môi, mồm lệch hẳn sang một bên, nó mới giật mình cuống lên song thờn bơn đã không thể nào làm cho miệng nó trở lại bình thường như xưa được nữa giá thần bơn đừng chế nhạo người khác ngay từ trước có phải nó vẫn là con cá xinh xẻo đẹp đẽ mãi rồi không vì thờn bơn luôn nhếch mép cười nhạo người khác nên cái miệng vốn xinh đẹp của nó đã bị méo sạch đấy thật đáng trách cho thói hợm hĩnh khinh người các bé nhỉ Chú Ngập xin chào những thính giả quen thuộc của chương trình kể chuyện và hát du. Các bé thân mến, thế giới có vô vàn điều kỳ diệu khiến các bé thắc mắc tại sao lại thế, vì sao lại thế. Ở một ngôi làng nhỏ có hai người tên là anh Tươi và anh Héo làm rể một gia đình. Ông bố vợ muốn thử thách trí thông minh của hai chàng rể nên đặt ra nhiều câu hỏi thú vị. Không biết chàng rể nào thông minh hơn? Các bé cùng nghe nghệ sĩ Trọng Dũng kể chuyện cổ tích Lào, anh Tươi và anh Héo. Ngày xưa, ở một làng nọ có một cặp vợ chồng sinh hạ được hai người con gái họ rất yêu quý con cái nâng giấc chiều chuộng yêu thương các cô như tất cả các bậc cha mẹ khác yêu con vậy rồi các cô ngày một khôn lớn bố mẹ cô có trọng trách phải tìm nơi xứng đáng gà chồng cho con gái mình hai cô con gái cô nào cũng xinh đẹp giỏi giang tiêu thùa thì khéo léo cô chị tên mây còn cô em tên là ngân một hôm người chồng nói chuyện với vợ ông về cô mây ông bảo này con mây nhà ta ấy nấu nướng này thiêu thùa đều giỏi làm vườn tược cũng khéo nữa nhé đã đến lúc nó phải lấy chồng rồi đấy tôi và bà phải tìm cho nó một người chồng khôn ngoan giỏi giang ôi Đàn ông bây giờ đều đần cả. Nếu ông đợi cho đến khi kén được chàng rể khôn ngoan như ý ông ấy, thì không khéo con mây nhà ta nó chết giả mất. Đấy. Không, bà cứ yên tâm đi. Có cái cậu tươi ấy ở bên làng bên, tôi thấy cậu ấy cũng được đấy chứ. Này, tôi sẽ gả con mây cho cậu ấy đấy nhé. Đây là người ông cho là khôn ngoan, giỏi giang. Nhưng chỉ là khôn ngoan, giỏi giang với ông thôi. Con thử xem, chắc chắn là cậu ấy khôn ngoan hơn người rồi Cậu ấy biết là đốn cây nhé Chặt củi nhé Này bà biết không Lại còn biết cây ruộng Cây nương phát rẫy. Như vậy chẳng phải là giỏi giang lắm hay sao hơn Ôi dạ Nếu quả thật như thế Thì hay quá Mà này Tôi cũng có chuyện để nói đây Về phần con Ngân Tôi chả cần chồng nó giỏi giang thế nào Mà nhé Chỉ cốt là Tôi mến nó Mà tôi thì tôi mến cậu héo Còn ngân nhà ta lấy cậu ấy được đấy hê, bà nói cái gì thằng héo á hê, nó đâu có giỏi giang nó vẫn là thằng ngốc ngách vụng về không tôi không cho con ngân lấy nó đâu Hừ, cũng được thôi nếu ông không cho con ngân lấy thằng héo á thì tôi cũng không cho con mây lấy thằng tươi vậy đấy ông làm gì được tôi nào câu chuyện Thế là kết thúc. Chẳng bao lâu cô mấy lấy cậu tươi. Cô Ngân lấy cậu héo. Ông bố vợ vẫn ghét anh chàng héo và thường hay moi móc rẻ biểu những khuyết điểm của anh ta. Nhưng héo lại được ba mẹ vợ thương yêu, che chở. Một hôm, ông bố vợ muốn dẫn hai chàng rể cùng đi răng lưới bắt cá ở cuối khúc sông. Ông bảo vợ sắp sẵn cho thức ăn trưa rồi cùng hai chàng rể xuống thuyền. Tươi trèo đằng trước này, còn héo thì trèo đằng sau, còn ông bố vợ tuôn kính thì ngồi ở giữa. Dọc đường, nhìn thấy mấy con chim le le nổi lênh bênh trên mặt nước đùa nghịch nhau thoải mái. Ông bố vợ cất tiếng hỏi. Này, thế tại sao lũ chim le le lại nổi được nhỉ? Cậu Tươi nói cho bố nghe xem nào. Tươi liền trả lời. Dạ, con thư bố vì chúng nó à, có bộ lông rất dày à hài lòng về câu trả lời này bố vợ quay sang anh héo và hỏi um, héo nghe bố hỏi anh đây còn anh thì bảo sao hả anh héo liền thưa ôi chẳng qua là do trời sinh ra chúng nổi được trên mặt nước chứ ạ lát sau họ lại nghe tiếng cò gọi nhau inh ỏi ông bố vợ lại hỏi thế tại sao lũ cò lại kêu to như thế cậu Tươi nói cho bố nghe xem nào tươi trả lời ra vì chúng nó có cái cổ dai ạ hài lòng về câu trả lời của tươi quay sang héo ông dằn giọng hỏi thế còn anh thì bảo sao không Héo đáp ồ tại trời sinh ra chúng kêu to đấy ạ thế là họ lại trèo thuyền đi tiếp một lát sau, họ trông thấy trên bờ có một bụi tre bên trong lá thì xanh này, bên ngoài thì lại đỏ này. Chỉ vào bụi tre, ông bố vợ hỏi. Thế, các anh nhìn kia, tại sao bụi tre kia trong thì xanh mà ngoài thì đỏ? Cậu Tươi, nói cho bố nghe xem nào. Tươi liền thưa. Dạ, lá tre bên ngoài đỏ là vì chúng nó ở ngoài nắng, còn lá bên trong xanh vì nó ở trong bóng dâm mà. Hài lòng. Ông bố quay sang lườm héo. <laughs> Vậy còn anh, anh bảo sao? Không? Héo trả lời. Ôi già đó cũng là tự nhiên thôi bố ạ. Thuyền lại tiếp tục đi. Họ đến một cánh đồng một phía thì cây tốt xanh ôm lên. Còn bên kia thì đất cằn cỗi chỏng trơ ra. Ông bố vợ hỏi. Tươi, tại sao như thế? Thì tươi cho rằng, bên đất cằn cỗi là do có nước mặn chảy qua, bên này đất màu mỡ cây cối xanh tươi là do có nước ngọt. Ông bố gật đầu, tỏ vẻ hài lòng lắm. Ông quay sang hỏi héo, thì nhận được câu trả lời như cũ. Ôi sao, đó là lẽ tự nhiên thôi. Ngay khi trở về nhà, sau chuyến đi, ông chồng trách mắng vợ thậm tệ và đổ tội cho bà là đã chọn phải một thằng ngu si đần độn như cái tên của nó đến bữa cơm chiều có mặt đầy đủ cả nhà bà mẹ vợ mới hỏi chuyện chàng rể cưng của bà này anh hãy nói cho cả nhà nghe anh héo anh đã làm gì để bố anh giận dữ như thế à héo bèn kể lại sự tình bố hỏi con là vì sao con chim le le lại nổi lênh bềnh trên mặt nước anh Tươi bảo là vì chúng nó có bộ lông dày Còn con à, con bảo là do trời sinh vậy Vâng, qua dưa thì có lông đâu mà, nó cũng nổi Đấy, có phải thế không ạ? Tiếp đó, bố lại hỏi tại sao lũ cỏ lại kêu to như thế? Anh tươi bảo tại chúng có cái cổ dài. Còn con à, con thì bảo do trời sinh ra thế. Vâng. Còn anh ương thì cổ nó có dài đâu mà, mà nó kêu ồm 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 suốt ngày lại rất to nữa rồi bố lại hỏi về cái lá tre nữa nhé anh tươi nói là những những lá tre ở ngoài do ánh nắng chiếu vào nên đỏ còn bên trong ánh nắng không chiếu đến nên lá tre xanh con này con bảo đó là tự nhiên vâng dưa hấu thì sao có phải phần vỏ màu xanh thì ở ngoài nắng con phần ruột đỏ bên trong lại ở chỗ mặt trời không bao giờ dọi tới bố lại nhìn thấy một cánh đồng cây cối thì xanh tươi bên thì căn cỗi chẳng có cây nào mọc anh tươi bảo có sự khác nhau đó là vì ở bên có nước mặn chảy qua còn một bên toàn nước ngọt riêng còn à con thì con bảo đó là lẽ tự nhiên đây nhá cái ông đầu hói thì sao nào có nước biển chảy vào đầu ông ta đâu mà đầu ông ta vẫn không mọc được tóc phải thế không cả nhà ông bố vợ nghe chàng rể giải thích rõ ràng từng câu chuyện nhỏ hợp lý hợp tình. Từ đấy trở đi ông bố vợ không bao giờ giễu cợt héo nữa. giờ thì ông cũng thích héo như thích tươi. rõ ràng ông hiểu ra rằng các con rể ông cũng như mọi người, cho dù thế nào ngốc nghếch hay lanh lợi thì cũng do tạo hóa sinh ra thế. các bé vừa nghe nghệ sĩ trọng dũng kể chuyện cổ tích lào anh tươi và anh héo anh tươi lấy cô chị gái tên là Mây, còn anh Héo lấy cô em gái tên là Ngân. Trong một lần đi bắt cá bên sông, ông bố vợ hỏi hai chàng rể: "Tại sao chim le le lại nổi trên mặt nước? Tại sao lũ cỏ lại kêu to như thế? Vì sao bụi tre phía trong thì xanh mà lá phía ngoài lại đỏ?" Vì không ưa thích anh Héo, nên ông trẻ anh trả lời đơn giản ngốc nghếch. Thế nhưng khi anh Héo giải thích, ông phải công nhận anh trả lời thật thông minh chính xác. Các bé hãy quan sát những sự vật, hiện tượng xung quanh mình nhé. Các bé sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị đấy chị hương giang rất vui khi được gặp lại các bé yêu quý các bé thân mến chắc hẳn chúng mình đã không còn xa lạ với những câu chuyện kể về các chàng hoàng tử và nàng công chúa hoàng tử thường sẽ làm mọi cách để cầu hôn công chúa nhưng trong câu chuyện chị giới thiệu tối nay thì chàng hoàng tử phút cuối cùng lại từ chối công chúa xinh đẹp đấy tại sao lại thế nhỉ chúng mình cùng lắng nghe một chuyện cổ của andersen có tên anh chàng chăn lợn và công chúa để có được câu trả lời nhé. Có một chàng hoàng tử, vương quốc của chàng ta vừa nhỏ vừa nghèo, nhưng chàng ta lại có dũng khí cầu hôn với công chúa nước láng giềng. Một nàng công chúa vô cùng, vô cùng xinh đẹp, nhưng rất kiêu ngạo, Hoàng tử chuẩn bị tặng cho công chúa hai thứ. Một thứ là đóa hoa hồng năm năm mới nở một lần, ai ngửi được mùi hương của nó thì sẽ quên sạch phiền não và u sầu. Một thứ nữa là một chú họa mi, tiếng hót của nó vô cùng ngọt ngào, cho dù ai nghe thấy cũng sẽ có một ngày vui vẻ. Hoàng tử đặt hai món quà này trong một chiếc hộp bằng bạc rồi sai người đưa tới hoàng cung. Vừa hay công chúa đang chơi đùa với các cung nữ ở phía sau đại điện. Nghe thấy có người tặng quà cho mình thì nàng tỏ ra rất vui mừng. Nàng nói: "Ta hy vọng là một con mèo nhỏ." Chiếc hộp bạc mở ra, bên trong là một đóa hoa hồng. Công chúa chạm tay vào bông hoa, sau đó Nàng tỏ vẻ không thích và nói: "Ôi trời, đây chỉ là một đóa hoa hồng bình thường, không tinh xảo bằng hoa làm thủ công." Chiếc hộp bạc còn lại cũng được mở ra, hỏa mi bay ra ngoài cất tiếng hót rất hay. Các cung nữ thốt lên: "Trời ơi, chưa bao giờ được nghe thấy tiếng chim hót hay đến thế." Thế nhưng các bé có biết Công chúa nói thế nào không? Ta chẳng thích chút nào cả, thả nó đi, thả đi ngay. Công chúa nói, rồi tự tay thả chim họa mi đi, vì không thích món quà nên nàng cũng không muốn gặp hoàng tử. Hoàng tử không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, chẳng muốn xem xem rốt cuộc công chúa là một cô gái như thế nào chàng liền đóng giả thành một người nghèo khổ, xin vào làm người chăn lợn trong hoàng cung, sống trong căn nhà nhỏ lụp sụp cạnh chuồng lợn. Ngày hôm sau, hoàng tử chế tạo một chiếc nồi nhỏ tinh xảo, bên trên còn treo một hàng chuông. Khi những thứ trong nồi sôi lên, những chiếc chuông sẽ ngân lên bản nhạc tuyệt diệu. Chiếc nồi này còn có một điểm thần kỳ, chỉ cần đưa tay chạm vào làn hơi nóng bay ra từ chiếc nồi là có thể ngửi thấy mùi thức ăn trong nồi của các gia đình trong thành. Một hôm công chúa nghe thấy chiếc nồi chơi nhạc. Nàng rất vui bởi vì đó chính là bản nhạc nàng biết chơi và thích chơi nhất. Công chúa liền bảo cùng nữ. Ta thích nhất là bản nhạc này. Người chăn lợn này cũng hiểu âm nhạc. Xem ra hắn cũng có học hành đấy. Ta muốn mua cái nồi này của hắn, các ngươi đi hỏi xem bao nhiêu tiền hắn mới chịu bán." Anh chàng chăn lợn nói. "Tôi chỉ cần 10 nụ hôn của công chúa." Người cung nữ vội chạy ra ngoài, công chúa thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô ta liền hỏi, "Hắn nói thế nào?" Cô cung nữ cũng chẳng có cách nào khác, đành phải ghé tai sát vào công chúa và nói Công chúa ơi, hắn muốn mời nụ hôn của công chúa. Thật là vô lễ, vô lễ hết sức. Công chúa tức giận nói, sau đó quay người bỏ đi. Có điều tiếng nhạc tuyệt diệu ấy cứ vang vọng bên tai nàng. Cuối cùng, nàng không cất bước được nữa. Nàng lại nói với cung nữ, "Đi hỏi hắn xem, bảo cung nữ của ta cho hắn mười nụ hôn thì sao? chẳng mấy chốc, cung nữ lại quay về. câu trả lời của người chăn lợn là không ai được phép thay công chúa. công chúa rất muốn có được chiếc nồi tinh xảo ấy, đành phải đồng ý. nàng bảo cung nữ đứng vây thành một vòng tròn, xòe to váy của họ giống như một bức màn che. như thế, nàng và người chăn lợn ở bên trong trao nhau mười nụ hôn để đổi lấy chiếc nồi như ý mấy ngày liền công chúa đắm chìm trong niềm vui mà chiếc nồi ấy mang lại khoảng thời gian này người chăn lợn lại phát minh ra một thứ đồ chơi mới ánh mắt của công chúa lại bị lôi cuốn nàng lại bảo cung nữ đi hỏi người chăn lợn rằng nàng phải dùng bao nhiêu tiền mới có thể mua được món đồ chơi ấy lần này người chăn lợn đưa ra yêu cầu công chúa trao cho anh ta một trăm nụ hôn. Công chúa rất tức giận, nhưng vì quá thích món đồ chơi ấy nên nàng tự nói với mình, đây sẽ là lần cuối cùng. Vậy là nàng lại bảo đám cung nữ vây quanh giống như lần trước và bắt đầu hôn người chăn lợn. Thật không may cho nàng là cảnh tượng này đã bị vua cha bắt gặp. Trong lúc tức giận, hoàng đế liền sai thị vệ, đuổi công chúa và người chăn lợn ra khỏi hoàng cung. Bên ngoài đổ cơn mưa, họ không có nơi nào để đi. Công chúa òa khóc nức nở, tự nói với mình. ta thật là bất hạnh. Nếu như ta nhận lời cầu hôn của chàng hoàng tử ấy, thì ta đã không phải chịu như thế này. người chăn lợn rửa mặt, thay quần áo của hoàng tử, vẻ tuấn tú của chàng khiến công chúa vô cùng kinh ngạc. Ta chính là hoàng tử đã cầu hôn với nàng đây. Nhưng bây giờ, ta không thích nàng nữa. Nàng không tiếp nhận lời cầu hôn đường đường chính chính của ta, nhưng lại chịu chỉ vì một món đồ chơi mà tùy tiện hôn người chăn lợn. Bây giờ, nàng phải nhận sự trừng phạt Nói xong, hoàng tử bước vào cung điện của mình, đóng cổng thành. Chỉ còn lại một mình công chúa, cô đơn đứng ở bên ngoài. Các bé vừa nghe chuyện cổ tích Anh chàng chăn lợn và công chúa qua giọng kể của nghệ sĩ Mai Phương. Cô công chúa thiếu nghị lực đã không thể vượt qua sự cám dỗ của những món đồ chơi mà đồng ý trao nụ hôn cho người chăn lợn. Đến khi bị vua cha phát hiện và đuổi ra khỏi thành, công chúa bé nhỏ mới tiếc nuối chàng hoàng tử nước láng riêng thì đã muộn mất rồi. Câu chuyện này nói với chúng mình rằng, nếu không biết nắm lấy cơ hội thì sẽ phải hối tiếc suốt đời đấy các bé ạ. Cô Dương Hà rất vui khi gặp lại các bé, các bé yêu quý, chim cút là loài chim nhỏ cùng họ với gà, đuôi cọc, chân ngắn, lông màu nâu xám, thường sống ở đồi cỏ. Khi thấy động thì lùi rất nhanh vào bờ bụi. Loài chim này thường không xây tổ mà chỉ ngủ trên đám lá mục khô. Dựa vào đặc tính đó của chim cút, nhà văn Võ Quảng đã sáng tác truyện Đồng thoại Anh Cút Lùi. Trong tác phẩm, nhà văn xây dựng hình ảnh chú ông thợ luôn chăm chỉ lao động, còn chim cút thì lúc nào cũng tìm lý do để trì hoãn việc xây tổ. Vậy cuộc sống của nó sẽ gặp khó khăn như thế nào khi không có được ngôi nhà riêng của mình? Bây giờ, các bé ngồi ngoan trong vòng tay của người thân để nghe câu chuyện Anh cút lùi của nhà văn Võ Quảng nhé! Ông thợ đang hút mật, bỗng nghe một tiếng, xoạt dưới dây bìm bìm. Ông thợ nhìn xuống, thì ra đó là một anh cun cút vừa lùi đến cun cút đang run rẩy nép sát vào bụi ông thợ ái ngại hỏi gì vậy anh cun cút nó nó xua tôi ồ nó là ai vậy là thằng bồ trao. ông thợ mỉm cười cun cút hổn hển nói tiếp nó là thằng cáo già có lúc nó còn dọa dạ mụ mèo hoang thằng cho dữ còn rắn độc cả lão quạ đen nữa. Quả thật, nhiều lần ông thợ nhìn thấy cùn cút. Lúc cùn cút lùi trong bụi tre, lúc chạy tránh trong lau lách, lúc đứng nấp trong bụi rậm, lúc ở chỗ này khi ở chỗ khác, nay đây mai đó trông rất tội nghiệp. Ông thợ liền hỏi, Vậy nhà anh ở đâu? Tôi không có nhà. Ừm, uhm, nên có một ngôi nhà để ở khi ta đã có được một ngôi nhà vững chắc, có dao dậu tử tế, thì không còn phải lùi phải tránh gì nữa. Loài ong chúng tôi xem việc xây dựng là vô cùng quan trọng. Chúng tôi xây dựng hàng nghìn căn phòng trên những thân cây cao. Đến bọn cáo già cũng không thể mon men mò đến được. Cùn cút vỡ lẽ gợt gù. Rất đúng. Tôi phải làm ngay cho tôi một ngôi nhà mới được. Tôi sẽ phải chấm dứt cuộc đời luôn luôn lủi tránh lủi tránh còn mệt nhọc gấp trăm lần sự đói khát. Tôi sẽ được kín cổng cao tường, sẽ được sống thoải mái. Còn thằng nào dám gọi tôi là thằng cút lủi nữa. Thế là chương trình xây dựng nhà cửa của quân cút khá quy mô và tỉ mỉ. Trước nhất là khâu tập hợp nguyên liệu, sau đó là khâu thi công. Nguyên liệu phải chọn toàn loại tốt. Có vậy thì nhà cửa mới vững chắc. Rào dậu phải làm bằng tre trúc, loại thật già nhà còn phải ngăn thành những phòng lót toàn bằng hoa lan. Như vậy vừa được ngăn nắp, vừa được ấm áp. Mùa xuân đã đến, trời đã vén mây, đến lúc phải bắt tay vào việc. Nhưng chợt cun cút lại nghĩ, gì mà phải vội nhỉ, ngày mai rồi sẽ bắt đầu cũng chẳng sao. Hôm nay là tiết xuân, phải đi chơi một vòng cho đã. Cun cút đi dọc bờ ruộng, giòm giòm ngó ngó là cả tìm cách bắt chuyện với bọn cóc bọn nhái đang ngồi đợi bọn kiến với sâu bỏ qua hôm sau cun cút lại bắt tay vào việc nhưng lại chợt nghĩ gì mà phải vội nhỉ ngày mai bắt đầu cũng chẳng sao nghĩ mà giận cho thằng bồ chao nó dám xua ta phải đến nói thẳng cho nó biết nó là đứa ba hoa thế rồi cun cút đến gặp bồ chao tất nhiên phải có những cãi cọ bồ trao bảo cùn cút dám nói bậy, cùn cút bảo bồ trao dám nói bậy, chẳng thể hạ hồi phân giải vì chẳng ai chịu ai. Một ngày trôi qua. Hôm sau cùn cút lại bắt tay vào việc nhưng cũng lại chợt nghĩ, gì mà phải vội, ngày mai rồi bắt đầu cũng được chứ sao? Đêm qua phải lùi mấy lần mệt quá, hôm nay phải nghỉ cái đã, nhất là phải ngủ thêm một giấc không có gì tốt cho sức khỏe bằng ngủ một giấc ngon. Đó chính là lời của bác sĩ giỏi nói với ta như vậy. Thế là cun cút chui vào bụi, ngủ ga ngủ gật. Một ngày nữa đã trôi qua. Hôm sau cun cút lại định bắt tay vào việc, nhưng lại chợt nghĩ phải đến gặp bọn vạc hỏi chúng xem mỗi ngày đã ăn hết bao nhiêu cua với ốc. Vạc sinh nghi rằng cun cút muốn giật phần ăn của mình chúng nện cho cun cút một trận. Cun cút bị mất mấy cái lông đuôi, thế là một ngày lại trôi qua. Và cứ thế, ngày nào cun cút cũng muốn bắt đầu, nhưng rồi cũng có lý do để hoãn việc. Lúc thì thấy đau đầu, lúc thì thấy chóng mặt, lúc thì nắng gắt quá, lúc thì sẽ có cơn mưa. Ngày lại qua ngày, mùa xuân như bất ngờ đã trôi qua. Rồi mùa hè, mùa thu, mùa đông cũng đi vào dĩ vãng. Chương trình xây dựng từ mùa này đến mùa khác, từ năm này đến năm khác vẫn còn nằm trong dự định. Ông thợ gặp Cun Cút hỏi: "Này, thế nhà cửa đã xong chưa?" "Chưa xong gì cả." "Thế không nguyên liệu đến đâu rồi?" "Cũng chưa có gì cả." "Gì chứ gỗ tốt với tre trúc thì có thiếu gì. Chè gỗ bạt ngàn, làm gì cho hết. Nhưng đã nghĩ là phải làm. Chúng tôi xây dựng hàng năm, có đến hàng vạn căn phòng, vì chúng tôi sống là phải thực hành. Một lạng thực hành có giá trị bằng nghìn cân dự định. Chúng tôi không bao giờ để đến ngày mai một việc có thể làm ngay hôm nay được. Cứ lấy cớ này cớ nọ để lui việc lại ngày mai. Có lúc đó cũng chỉ là hình thức của sự tránh việc của sự lười biếng mà thôi. Anh lười biếng hay kiếm chuyện nói quanh. Cùn cút có nhiều lý do để lùi việc làm nhà. mãi cho đến ngày nay, tuy nguyên liệu tràn đầy, cùn cút vẫn phải chui bờ ở bụi cũng vì lười biếng đấy các em ạ. Câu chuyện kể về anh cút lùi của nhà văn võ quảng đến đây là hết rồi. Từ câu chuyện này các bé đã phần nào thấy được hậu quả của việc lười lao động, không để ý tới những gì diễn ra xung quanh. Chính vì thế, ngay từ bây giờ, chúng mình nên hình thành những thói quen như đi đâu về thì biết chào hỏi, trước khi ăn cơm thì phải mời, sau khi ăn xong thì lấy tăm, rót nước, mời ông bà, cha mẹ, vân vân. Những thói quen đó sau này sẽ giúp cho chúng mình trở thành những con người luôn biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Chị Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé. Các bé yêu quý, trong chương trình kể chuyện và hát du cho bé đêm nay, chị Thúy Quỳnh sẽ giới thiệu tới các bé hai câu chuyện đấy. Các bé có vui không nào? Không để các bé chờ lâu nữa, ngay bây giờ cô Thanh Hường sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện đầu tiên có tựa đề Thần Gỗ. Các bé cùng nghe nhé. Xưa kia, vùng này chỉ có đồi chọc, đồi chanh, đồi sim hoặc tre nữa. Không có gỗ phải dựng lều mà ở mưa to gió lớn là lều đổ những nhà giàu có phải đi chặt gỗ ở rừng xa mang về công phu và tốn kém nhà nọ có những tám người chui rúc trong một gian lều tranh chật trội một hôm ông bố nằm mơ đi đến một cánh rừng gỗ quý nào là lim xến táo những thứ này mà làm nhà thì không sợ mối mọt cứng như sắt không bao giờ hư hỏng ông ta ngắm nghía nghĩ bụng giá ở vùng ta cũng có các thứ cây này thì hay biết bao nhiêu làm nhà mà ở trăm năm vẫn bền đang suy nghĩ bỗng nghe có tiếng đàn sáo đâu đây ngoảnh lại nhìn thì thấy một bầy tiên nữ đang múa hát trên đám cỏ xanh non ông ta chưa kịp lánh đi thì một cô tiên chạy lại hỏi Ông lão, từ đâu đến đây? Có việc gì? Thưa, lão ở xa lắm. Lão đi tìm cây gỗ, về làm nhà. Đến đây, lão thấy gỗ bạt ngàn. Cây nào cây nấy cao to, thẳng tắp. Lão chồng thích quá. Cả rừng đấy, tha hồ lão chặt. Muốn lấy cây nào, lão cứ chặt cây ấy. Nhưng lão ở xa, lão làm sao trở về được một cô tiên khác nhìn ông tỏ vẻ thương cảm rồi nói được rồi lão không phải vác về đâu ta có cái hộp này lão cầm về sẽ có tất cả nhưng về đến nhà mới được mở rồi cô tiên lấy trong tay áo ra một cái hộp đưa cho lão ông ta bỏ vào đẫy trở về dọc đường nghe mùi gỗ thơm từ trong hộp đưa ra ông ta hết sức tò mò nhưng nhớ lời tiên dặn ông ta nén được còn mấy cái dốc nữa thì về đến nhà ông ta đặt đẫy ngồi xuống bờ suối nghỉ chân mùi gỗ thơm trong hộp bay ra ngao ngạt ông ta cầm cái hộp ngắm nghía một lúc không dừng được nữa ông ta định bụng chỉ hé ra xe một tí rồi đóng lại ngay chắc sẽ không sao. Nào ngờ, nắp hộp vừa hé mở ra, thì từ trong hộp, nào cột, kèo, hoành, xà. Ván gỗ tuôn ra ảo ảo, lao xuống núi. Cầm cái hộp không trong tay, ông ta tiếc ngẩn ngơ. Đứng tần ngẩn một lúc, ông ta quay trở lại. Các tiên nữ vẫn còn ở đấy, đang múa hát tươi cười. Ông ta kể hết đầu đuôi và xin một hộp khác cô tiền lớn nhất đẹp nhất nói lần này ta đưa cho lão những thứ quý gấp trăm gấp nghìn lần những thứ ở kia nhưng lão phải nhớ giữ lời hứa nhất thiết về đến nhà mới được mở ra cái hộp này nhẹ hơn nhiều chỉ bằng hộp diêm không đưa ra mùi gì cả lắc nghe lốc cốc như hạt đỗ ông ta lại bỏ vào đẫy, cảm tạ ra về. Bụng bảo dạ sẽ không làm trái lời tiên dặn nữa. Bỗng có tiếng chim hót sau túp lều, ông ta mở choang mắt tỉnh giấc. Thì ra là một giấc mơ. Vợ con đã đi nương dẫy cả. Lão nằm cố nhớ lại từng chi tiết một, càng nghĩ càng thấy lạ. Một ý nảy ra trong đầu ông ta à phải rồi những đồi này chưa có gỗ thì ta sẽ trồng gỗ có như thế mới có gỗ để làm nhà các cô tiền cho ta cái hộp ấy là có ý bảo ta tìm hạt cây mà gieo trồng lúa khoai trồng được thì gỗ cũng phải trồng mới có không thể tự nhiên mà mọc thế rồi ông ta sai sáu người con mỗi người đi một hướng tìm hạt cây mang về không bao lâu những đồi chọc đồi chanh đồi sim, tre nứa trước kia biến thành khu rừng toàn gỗ quý không còn ai phải ở những túp lều lụp sụp như xưa nữa mà ở nhà sàn cao ráo rộng rãi như ngày nay các bé biết không cảm kích trước công việc giá trị và ý nghĩa của ông người dân trong bản đã gọi ông là thần gỗ để thể hiện sự kính trọng đây các bé ạ à các bé ơi, các bé nghe chuyện thần gỗ có hay không nào? chị thúy quỳnh thấy đây là một câu chuyện mang đến nhiều điều bất ngờ, gửi đến cho mỗi chúng ta thông điệp về sự chăm chỉ lao động để tạo dựng thành quả. và các bé ơi, câu chuyện thứ hai của đêm nay cũng không kém phần hấp dẫn đâu. bây giờ cô lan hương sẽ kể cho chúng mình nghe câu chuyện miếng phomát tốt bụng. các bé cùng nghe nhé. <laughs> các bé có biết không ngày xưa có một tấm bánh pho mát lên thẳng đến tận trời dân làng cho rằng nó xứng đáng được thế nên chuyện đó cũng chẳng lạ câu chuyện này xảy ra như sau người vợ chủ trại ở trên đồi làm bánh pho mát ngon nhất ở trong vùng ai cũng biết ông mục sư thường lui tới trại và không bao giờ trở về tay không để mục sư đỡ mất công bà chủ trại làm cho ông một tấm pho mát kích thước đặc biệt nó rất to lớn lớn bằng chiếc bánh xe bò ấy làm xong bà mãn nguyện nói với ông ta ít nhất ông cũng dùng được cho đến tận lễ phục sinh con người thánh đức ấy thấy tấm bánh kỳ vĩ đó muốn lấy dao cắt lát ngay nhưng bà chủ trại ngăn lại hoan để nó đủ chín đã rồi chúng tôi sẽ cho lên xe giao tại nhà cho ông mục sư trở lại mấy lần nếm thử tấm format mát xem đã đủ chín chưa bà chủ trại hết cả kiên nhẫn tấm format mát cũng vậy nó nói tôi là một tấm bánh format mát chính trực Tôi không để con người phàm ăn ấy cứ nếm thử tôi hết. Mà tôi thì có thể dùng làm bữa ăn hàng ngày cho cả một gia đình trong nhiều tháng. Tôi nuôi sống người bần hàn, không đành để kẻ phàm tục ăn tham. Thả tôi bay tít không gian. Và nó lăn qua sân. Ba con chó trong trại sủa bảo nó. Format gì mà to quá thế? rồi mỗi con ngoạm ba miếng nó nói các anh thật may nhưng bây giờ tôi cũng đỡ nặng người dễ bước hơn rất cảm ơn nó lại tiếp tục lăn gặp một con cáo đang ngậm con gà mái to trong mồm cáo thấy phò mát nhả gà ra cắn hai miếng và nói giật ngòn rồi cáo ngoạm con gà và bỏ chạy vì nghe thấy tiếng chó sủa từ xa, phò mát liền đi theo chiều ngược lại. Nó nghĩ mình cũng phải tránh đàn chó, không thì chúng sẽ nhai mình đến cả vỏ mất. Tôi nuôi sống người bần hàn, không đành để kẻ phàm tục ăn tham, thả tôi bay tít không gian. Nó tiếp tục lăn. Trọng lượng của nó tất nhiên đã giảm mất một nửa nhưng vẫn còn là tấm phò mát to. Thẳng về phía trước, nó đến ngay giữa một đàn ngỗng. Cha! Tiếng kêu ầm mỹ làm sao? Nó cố gắng thoát khỏi đám cạc cạc này càng nhanh càng tốt, nhưng không dễ dàng gì và mất đi một mảng lớn nữa may mà bà chủ trại đã cho ngỗng ăn no không cựa quậy được nữa và chúng cũng không bay lên được vì cánh đã bị xén thật còn phúc cho phò mát nó đã cảm thấy mệt mỏi đến gần một hốc cây kiểm tra lại toàn bộ thân mình chà bọn chúng ăn mình quá thể bây giờ chỉ còn lớn hơn nắm tay thôi chỉ đủ một người đang đói ăn lên đường thôi có thể sẽ gặp ai đó đang cần đến mình tôi nuôi sống người bần hàn không đành để kẻ phàm tục ăn tham thả tôi bay tít không gian ra đến đường nó nghe tiếng người rên rỉ ba người hành khất mù đang nằm ở cạnh đường kiệt sức vì đói vì khát tấm phò mát tốt bụng tự nhủ chà tiếc mình không còn to hơn được nó tự bẻ làm ba cho ba người hành khất ăn không còn một vụn nhỏ nào những người hành khất đứng dậy to khỏe ra đôi cánh mọc trên lưng vì họ là những thiên thần tấm phò mát bỗng cảm thấy nó trở lại đầy đặn như lúc bà chủ trại làm ra nó thiên thần giải thích mày luôn luôn nghĩ đến người khác không bao giờ than phiền vì số phận mình mày sẽ được lên trời cùng với chúng ta Liền đó, họ mang tấm format đi cùng. Và thế là tấm format được lên thẳng đến tận trời. Các bé ơi, bạn bánh format thật ngụ nghĩnh trong hành trình của mình và bạn cũng thật tốt bụng khi biết chia sẻ cùng những người nghèo khổ có đúng không nào? Chính bởi vậy mà bạn bánh format đã được bay lên bầu trời cùng với các thiên thần đấy. Chị Hương Giang, xin chào các bé. Các bé thân mến, phần kể chuyện tối nay, chúng mình sẽ nghe một chuyện cổ tích dân gian Việt Nam nhé. Đó là câu chuyện về một anh nông dân nhà nghèo đến mức không có tiền trơn cắt cha, vậy mà lại có thể trở thành nhà vô quyền quý. Các bé có tò mò không nào? Không để các bé chờ lâu nữa, chúng mình cùng lắng nghe câu chuyện Ai mua hành tôi qua giọng kể của cô Kim Ngọc nhé. Ngày xưa, ngày xưa, nơi miền thôn dã kia, có anh nông dân nghèo. Anh nghèo đến nỗi cha già bị bệnh mà không có tiền chạy thuốc. Hôm người cha mất, trời đổ mưa to, gió lớn. Anh nông dân vác xác người cha ra đồng chôn rủi vấp té, làm rơi xác cha xuống nước, cuốn mất tâm. Anh ta tìm mãi không thấy, đành buồn bã trở về nhà. Đêm đó anh nằm ngủ, bỗng có một con rồng xanh hiện van xin anh hãy đưa xác cha đi chôn nơi khác vì hiện cái xác đó vướng vào hàm rồng của nó làm cho nó đau đớn vô cùng anh nông dân liền hỏi rồng xanh rằng hiện xác của cha anh ở đâu rồng xanh nói rằng cái xác đang vướng vào khe đá ở ngoài cửa sông hãy vớt lên vì nơi đó chính là hàm rồng Nói rồi, rồng xanh biến mất. Ngày hôm sau, nhớ lời dặn, anh nông dân đến khe đá ở cửa sông, tìm xác cha vớt lên, đem đi chôn ở gò cao. Đêm đến rồng xanh lại hiện về vui vẻ, "Cảm ơn anh nông dân, rồi tặng cho anh một lọ thuốc trường sinh, dặn anh ta hãy cất kỹ và nếu muốn sống lâu thì đem ra dùng." Anh nông dân liền đem lọ thuốc giấu kín trong buồng, không cho ai biết. Ít lâu sau, anh lấy vợ. Chị vợ ở nhà, lục lạo trong buồng, chợt bắt gặp lọ thuốc trường sinh. Mở ra xem, thì hương bay ngào ngạt, dính vào tay chỗ nào, thì chỗ đó trở nên đẹp đẽ khác thường. Chị vợ liền đem cả lọ thuốc ra sau hè, đổ vào nước tắm rửa. Bỗng chốc, vụt trở nên đẹp như tiên. Anh nông dân về thấy vậy thì ngạc nhiên hết sức, gạn hỏi: "Chị vợ bèn thật lại đầu đuôi câu chuyện. Anh chồng liền lấy lọ thuốc trường sinh ra xem, quả thấy không còn một giọt. Việc đã lỡ rồi, lại thấy vợ xinh đẹp như tiên nga, anh chồng không những không giận vợ mà còn yêu thương vợ hơn trước nhiều lần. Dân làng thấy vợ anh nông dân bỗng trở nên xinh đẹp như tiên Thì trầm trồ bàn tán Chẳng bao lâu chuyện này đã loan truyền đi khắp nơi Lúc bấy giờ có ông vua rất là háo sắc Nghe đồn về sắc đẹp của vợ anh nông dân Liền cho đòi vào cung bắt làm cung nữ Vợ chồng đang tình mặn nghĩa nồng Bỗng bị rẽ thúy chia uyên Đành phải nuốt nước mắt Chịu cảnh nhớ thương, các bé ạ. À? Anh nông dân chẳng biết làm sao để giành lại vợ nữa. Một hôm, anh ra sau hè, chỗ vợ anh đã tắm rửa bằng lọ thuốc trường sinh, thì thấy khóm hành trồng cạnh đó, bỗng to lớn khác thường. Anh bèn nhổ hết khóm hành, gánh lên kinh, vừa bán vừa giao. Lá bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi ai mua hành tôi thì thương tôi với hôm đó người vợ ở trong cung nghe người bán hành giao lên những lời kỳ lạ liền nhận ra tiếng của chồng mình chị mừng rỡ cất tiếng cười vị vua hảo sắc từ hôm bắt được người đẹp vào cung đã tìm đủ mọi cách để làm cho nàng cười nhưng lúc nào nàng cũng buồn bã âu sầu. Nay thấy người đẹp vừa nghe tiếng giao hành thì bật cười, liền cho quân hầu gọi anh bán hành vào cung, rồi bí mật trao đổi quần áo, gánh gánh hành, vừa đi vừa cất tiếng giao, để cho người đẹp cười với mình một tiếng. Anh nông dân sau khi thay đổi quần áo của vua, bèn hạ lệnh, bắt ngay người bán hành. Lúc này, do ông vua háo sắc đóng giả, đem xử tội. Ông vua thất kinh hồn vía, nói thế nào cũng chẳng ai tin, nên bị xử trảm. Còn anh nông dân được lên làm vua và hưởng giàu sang với người vợ đẹp đấy các bé ạ. À. Nhà vua háo sắc đã bị trả giá thích đáng, còn anh nông dân nhà nghèo thì sống hạnh phúc với người vợ xinh đẹp mãi về sau. Quả là một cái kết có hậu các bé nhỉ. Giọng du của nghệ sĩ ưu tú văn trương với bài thơ Mưa Xuân của tác giả Nguyễn Ngọc Ký sẽ đưa các bé vào giấc ngủ êm đềm. Chào tạm biệt các bé. À ơi, à ơi Mưa không ao át không xối xả à, Dầm rè như à thu mưa xuân ngỡ từ trong mơ mưa mà như chẳng à, thấy mưa bao giờ mưa làm vạn vật nên thơ kết ngọc cho gió ở cài nơ cho à ngày mưa lững lờ mưa lay phay Mưa như ngàn bụi vàng bay khắp mặt trời. Mưa hoa phép, mưa đổi đời. Biến cảnh khô rực muôn trời. Ngàn nà hoa. À À ơi. À ơi. Mưa không ao át như hè. Mưa không xối xả dầm dề như à thu mưa xuân ngỡ từ trong mơ mưa mà như chẳng thấy mưa bao giờ mưa làm vạn vật nên thơ kết ngọc cho gió cài nơ cho ngày mưa lững lờ mưa lay phay mưa như ngàn bụi vàng bay khắp mặt trời mưa hoa phép mưa đổi đời biến cảnh khô rực muôn trời ngàn à hoa à ơi à bé thân mến, câu chuyện kết thúc cũng là lúc chúng mình phải đi ngủ rồi. Mời các bé cùng nghe bài thơ, nghe thầy đọc thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa qua giọng du trầm ấm của nghệ sĩ Vương Hà. Những vần thơ ngọt ngào sẽ cùng chúng mình bước vào giấc ngủ ngon. Chúc các bé có những giấc mơ đẹp. Thân ái chào tạm biệt. đọc ba thơ đồng tàu dừa rào rào nghe chuyện rào rào nghe chuyện cơn Xưa. Nghe trăng thơ đồng tàu dừa Rào rào nghe chuyện Rào rào nghe chuyện cơn đến giờ chúng mình đi ngủ rồi. Giọng du của nghệ sĩ Thanh Phong sẽ đưa các bé vào giấc ngủ với bài thơ Mùa thu xanh của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng. Màu xanh của nền trời, của cây lá trong tự nhiên đã tạo nên vẻ đẹp xanh mát của mùa thu. Chúc các bé ngủ ngoan và có giấc mơ đẹp. dòng sông như dài lụa mềm biếc ngà xanh cánh đồng bát ngát mông mênh một màu xanh sóng bồng bềnh nhẹ trôi có gì trong mắt bạn cười một màu biêng biếc như lời mến à thương bé thân mến, đã đến giờ chúng mình đi ngủ rồi. Giọng du của nghệ sĩ Minh Phương sẽ đưa các bé vào giấc ngủ với bài thơ Bé hát dưới trăng của nhà thơ Tế Hanh. Chúc các bé ngủ ngoan và có giấc mơ đẹp. À...

bé nằm ngửa mặt tròn xinh, ngủ trong tiếng hát nhớ ơ của mình.